Chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Động Sản. Em là Điền đây. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu ha. Theo như cô chú chị cũng đã biết ha, là biển Hồ Tràm là thuộc của xã Phước Thuận anh chị ha. Vị trí em Điền đang đứng đây thì cách biển khoảng đâu đó là 5-7 cây ha. Tuyến đường này đi thẳng xuống là mình gặp ngay đường ven biển luôn anh chị. Là ngay chỗ đó là ngay chỗ Milia Hồ Tràm, cũng như là cầu ngắm biển ha. Cầu ngắm biển, cầu ra biển dài nhất của Việt Nam mình ha. Đó thì dưới đó là trung tâm của các resort và khách sạn lớn, nghỉ dưỡng này kia dưới đó hết ha. Đường ven biển đó khoảng là 5-7 cây thôi anh chị ha. Tuyến đường này chạy một thẳng mạch thôi là tới đó rồi. Còn hướng ngược lại đây thì đi khoảng đâu đó vài trăm mét thôi là ra quốc lộ 55 ha. Quốc lộ 5, tuyến đường quốc lộ 500 đó thì cô chú chị có thể đi từ Sài Gòn về đây ha, sẽ gặp bất động sản mình trước ha, gặp ngay vị trí của em Điền trước rồi mới xuống được biển ha. Đó thì từ Sài Gòn cô chú chị di chuyển về đây mất khoảng đâu đó là 1 tiếng rưỡi đồng hồ là đi nhanh ha, còn mà mình đi vừa thì khoảng 2 tiếng đồng hồ là mình tới huyện Xuyên Mộc mình rồi. Đó, khoảng cách vị trí này tới Sài Gòn thì khoảng đâu đó là 100 cây anh chị đó. Rất là giao thông tương đối là di chuyển rất là gần ha. Nay đường xá đồ này kia cũng rất là ok nên là cái việc di chuyển của mình cũng rất là nhanh và thuận tiện. Đó. Thì vừa rồi nha, vừa rồi ngày 14 tháng 5 cách đây vài ngày thôi là huyện Xuyên Mộc mình mới có một cái ký kết mới, đó là chủ đầu tư của Vietnam Sport Layer đó vừa ký kết với chị Trang Đài là chủ tịch huyện Xuyên Mộc ha. Ký kết một cái dự án rất là lớn và một cái dự án là có thể là thu hút khách du lịch từ nước ngoài về rất là nhiều anh chị, rất là tiềm năng luôn. Đó thì cái dự án này sẽ nằm dưới biển Hồ Tràm ha. Quy mô của nó là 100 hecta trải dài theo từ Phước Thuận đi về hướng Bình Châu ha, trải dài theo cái tuyến đường ven biển. Đó. Vốn đầu tư thì 85 triệu đô anh chị, rất là con số rất là nhiều ha. Đó. Nói chung là Việt Nam mình thì hiện tại là cái môn đua ngựa quốc tế thì Việt Nam mình thực sự là không có thịnh, nhưng mà bên nước ngoài người ta rất là thịnh môn thể thao này. Đó. Mà nếu mà dự án này ok thành công hết tất cả thì hiện tại đã đang ký kết thành công rồi đó, nhưng mà lúc mà khởi công làm rồi xong thì em nghĩ là cái dự án này rất là tiềm năng, kéo khách du lịch, những khách du lịch từ nước ngoài về và cái dòng tiền nước ngoài đổ về đây rất là nhiều ha, rất là tiềm năng luôn anh chị ha. Sẵn đây em đi sẽ giới thiệu cô chú chị một cái bất động sản giá cực kỳ rẻ luôn anh chị. Giá này là giá đầu tư luôn anh chị nha. Hiện tại là bất động sản mình giá với mặt tiền đường này ha. Đường này là trục chính thông giữa quốc lộ 55 và xuống đường ven biển ha. Đây, cung đường này. Đó, anh chị có thể thấy này, vạch kẻ đường ha. Ở hai làn đường. Đó, đường nhựa rất là rộng, đường này chắc rộng khoảng là 80 mét anh chị ha. Đó, có cả vỉa hè mương nước đầy đầy đủ ha. Đó, khu dân cư. Anh chị cũng có thể thấy ha. Đó. Và đây anh chị. Đây anh chị ha, cái bất động sản chính của mình là nằm ngay đây. Đó. Thì khu này là khu dân cư rồi. Đó, và bây giờ em đi sẽ mô tả sơ cái diện tích của mình ha. Mặt tiền từ đây qua bên này là 17m4 ha, 17m4, và chiều sâu vào trong là khoảng là 31-32m sâu tới ngay hàng rào luôn ha. Đó, tổng diện tích của bất động sản mình là 640m2 và đang có sẵn là 80 thổ cư anh chị ha. Đó. Và hiện tại bất động sản mình thì đang là 80 thổ cư đất ở nông thôn thôi, nhưng mà đặc biệt bất động sản mình tương lai sẽ là đất ở đô thị anh chị ha. Hiện tại quy hoạch, trên quy hoạch á thì sẽ là ghi đất ở đô thị, nhưng mà đó là tương lai thôi, còn hiện tại thì đất mình vẫn là thuộc đất xã Phước Thuận ha. Đó, xã Phước Thuận thì tương lai chắc chắn sẽ lên thị trấn rồi đó, nên là quy hoạch mới sẽ là quy hoạch đất ở đô thị ha. Đây ranh mình sẽ qua tới đây anh chị ha. Đó, từ đây thẳng lùi dọc lùi phía sau là khoảng là hơn 30 mét anh chị ha. Đó, nói chung là bất động sản này thì gia chủ mình mới gửi tức thì thôi, cần bán mới cần bán tức thì em điện tới quay liền luôn,
nên là cái ranh mốc thì gia chủ mình chưa bắn lại, nhưng mà cô chú chị mua bất động sản từ bên phía em Điền thì cô chú chị cứ yên tâm ha. Về cái vấn đề ranh mốc này kia thì thí dụ mà mình có mua bán giao dịch á thì em Điền sẽ nói bên chủ đất làm này ok hết, nói chung ranh mốc rõ ràng ok hết, anh chị mình mới có giao dịch được đó. Nên là anh chị yên tâm về cái phần đó ha, không phải lo rủi ro là đất dính này dính kia. Tất nhiên là về vấn đề quy hoạch, tranh chấp và ranh mốc em Điền sẽ làm rõ trước khi mà em Điền rao bán chào bán tới cô chú chị mình ha. Bất động sản mình thì hiện tại đang có hướng là hướng Tây Nam ha, hướng này là hướng Tây Nam đó, thì hướng Nam nhiều hơn sẽ là nhiều hơn là hướng Tây ha. Nói chung là hướng Nam là hướng cũng chách chách gần ra biển đó chị ha, hướng ra biển đó, thì này là hướng ra biển này. Mặt tiền thì hướng Tây Nam và đằng sau mình ha. Nói chung là đầu thì đang là hướng khu dân cư, còn đặc biệt bất động sản mình là lưng nha, lưng là tựa vào view ruộng anh chị ha, phía sau là ruộng rồi đó. Anh chị có thể thấy là hiện tại phía sau là ruộng người ta mới thu hoạch xong, bây giờ người ta bắt đầu cày cấy lên và người ta sẽ trồng theo cái đợt mới. Thì cái khu vực này là đặc biệt là ruộng mình là trồng lúa quanh năm ha, trồng lúa quanh năm. Nên là bây giờ là thu hoạch rồi nên mình không thể thấy là được cái view trong xanh của cái ruộng này đó, rất là mát mẻ luôn chị. Giờ này em Điền quay là giờ trưa khoảng gần 12 giờ rồi anh chị đó, nhưng mà gió ở đây thì rất là mát luôn anh chị, gió biển thổi vào anh chị ha. Đó, đây ranh mình thì lui phía sau, bất động sản mình thì giáp với lại cái mương nước này ha. Đó, ranh rào thì ok hết rồi, nhưng mà giữa cái móc thì gia chủ mình sẽ vài ngày nữa sẽ bắn lại ha. Đó, thì ranh của mình qua đâu khoảng bên này này ha. Đó, đất mình thì tương đối là vuông vức, không có tóp hậu ha. Đó, ấy cô chú chị có thể thấy này, ngoài đây là quốc lộ 55 rồi chị ha, có thể thấy xe chạy ngoài đó cũng rất là gần đó, quốc lộ 55 vào rất là gần, và mình xuống biển cũng gần luôn anh chị, khoảng 5-7 cây đó. Vị trí này rất là mát. Tính ra nha, em đi sẽ báo giá luôn cái bất động sản mình, giá này cực kỳ rẻ luôn anh chị. Tổng bất động sản mình là 640m² và có 17m mặt tiền đường nhựa ha. Giá đang cần bán nha là 2.500.000.000. Tính theo mét ngang của dân địa phương ở đây thì chưa tới 150.000.000 một mét ngang, và tính theo mét vuông thì 3.900.000, gần 4.000.000 một mét vuông anh chị ha. Giá này rất là rẻ luôn, tại vì đất thổ cư mà giá này quá rẻ luôn anh chị, giá đầu tư anh chị ha. Đó, và cái diện tích của mình cũng tương đối là rộng nữa, khoảng 640m². Ồ, rất là rộng, nên là cái diện tích này mình có thể làm được nhiều việc ha, nhiều thứ ha, homestay hay là nghỉ dưỡng vân vân vân. Nói chung là tùy theo hợp theo cô chú chị có thể sử dụng bất động sản này đó. Nói chung là vị trí này mà cách trường học và chợ đò cũng rất là gần, loanh quanh khoảng là 200m thôi ha, loanh quanh khoảng là 2km đổ lại thôi, và đi xuống ủy ban xã thì nằm ở dưới Hồ Tràm anh chị, thì cách khoảng là 5-7 cây, 10 cây gì đó là cách dưới đó ha, ủy ban xã. Còn bên này mình đi qua thị trấn Phước Bửu cũng như là huyện Xuyên Mộc á, khoảng đâu đó là 2 cây số ha, 2 cây số là qua bên đó rồi ha anh chị ha, qua bên trung tâm thị trấn cũng như là trung tâm huyện luôn, bến xe, chợ đò, siêu thị vân 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 vân, công viên rồi bên đó ha, 2 cây số ha. Đó, rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì liên hệ em Điền ha, em Điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất động sản này, và mình thiện chí nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để mình thương lượng thêm ha. Rồi em Điền cũng xin cảm ơn cô chú chị đã xem hết video của clip của em Điền, hẹn cô chú chị gặp lại clip sau của em ha. Xin chào và hẹn gặp lại.